Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, ngày hôm nay Thánh Gióng có một số vấn đề rất là quan trọng cần thông báo và cảnh báo cho toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến dân Việt của chúng ta ở khắp năm châu nói riêng và nói chung là cho tất cả nhân loại. Những ai biết những thứ tiếng khác nhau thì hãy dịch lại cho nhiều người được biết. Vâng, kính thưa đồng bào nhân loại quý mến, Thánh Gióng đã chụp được những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra trên mây để hướng dẫn nhân loại qua khỏi thời kỳ mạt kiếp đang xảy ra, đang chuyển qua thời Thánh Đức, và Thiên Chúa Giêsu là đứng hướng dẫn, bảo vệ và cứu rỗi cho chúng ta được vượt qua cơ chuyển mình vô cùng quan trọng của càn khôn tồn tại theo thời dũng biểu của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và kính thưa đồng bào, không một ai khác hơn đó chính là Thiên Chúa Giêsu. Thiên Chúa Giêsu là đứng duy nhất và có đầy đủ quyền năng để cứu rỗi nhân loại chúng ta đời này và mãi mãi sau này. Kính thưa đồng bào, những phép lạ vĩ đại tôi đã trình bày trên 3 năm nay cho đến ngày hôm nay, nào là trên radio, nào là trên YouTube, nào là trên website, nào là trên đài truyền hình. Và thưa đồng bào, sự việc làm này không phải một sớm một chiều mà thành tựu đâu. Sự việc này liên hệ và tồn tại cùng càn khôn của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho, tức là đấng cha chung của chúng ta mà ông bà tổ tiên chúng ta tôn thờ là ông trời, và những tôn giáo khác tôn thờ nào là Thượng Đế, nào là Chúa Cha, nào là Thiên Thượng. Tuy nhiên tất cả những danh xưng mà tôi vừa nêu trên đều quy về một mối, đó là Tổ Trời, Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho thì chúng sinh càn khôn mới có sự sống. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, bên phải tôi là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra mà chúng ta đã chụp được. Hình này tôi làm màu đậm hơn để bá tánh những ai mắt yếu có thể xem xét kỹ hơn. Cũng như phía bên trái tôi là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra để phụ trợ chúng ta theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta ban cho. Cũng như hình ảnh sư tử nhà Chúa và sư tử bảy đầu bảy mắt, sách Khải Huyền có nói về phần đó, cũng như sách Khải Huyền có nói về những hiện tượng lạ sẽ hiện ra trên mây, trên nền trời. Và đương nhiên Thiên Chúa Giêsu đã cho quỷ Sa-tăng hiện ra trên mây và quỷ mãng xà hiện ra trên mây để cảnh cáo và cảnh báo cho nhân loại. Ngõ hầu nhân loại được quyền tự do chọn lựa, một là theo Thiên Chúa Giêsu, còn hai nữa là sẽ bị quỷ Sa-tăng và quỷ mãng xà bắt làm nô lệ hàng ngàn năm. Vâng, tất cả những hình ảnh đó đã có trên trang website của chúng ta, đó là facegodjesuschrist.com, facegodjesuschrist.com, hoặc là YouTube
rồi đàn bào đánh vào hội đồng cứu nguy nhân loại để xem xét nhiều chi tiết rất là cặn kẽ và rõ ràng. Và kính thưa đồng bào thân mến, đó là những sự việc có thật, và những ấn chứng đó đã được copyright ở tại Hàn Lâm Viện Thế Giới, ở tại US Public Congress Library ở Washington DC. Và kính thưa đồng bào, cũng như Thánh Gióng đã liên lỉ thông báo cùng leader trên thế giới, tất cả những leader trên thế giới qua những phương tiện mà Thánh Gióng có được, có sẵn của Cha Trời ban cho. Và Thánh Gióng đương nhiên đã thông báo cho trước tiên là những nhà lãnh đạo, đại diện những nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, đồng thời cũng như tất cả những nhà leader lãnh đạo trên thế giới, tức là những người mà trên thực tế là họ có những cái quyền chức, quyền tước mà người đời cho rằng là cao trọng. Thế nhưng kính thưa đồng bào, tôi phải nói thật và một điều đáng buồn cười và nực cười và không thể chấp nhận được, và thật sự là tôi phải nói là rất là đau buồn khi mà tôi phải nói là điều này, là kể như là tất cả những người đó, và tôi dùng cái chữ là những kẻ đó, tại vì họ cũng giống như chúng ta thôi, thì sở dĩ mà dùng những kẻ đó là vì Cha Trời cho phép tôi dùng cái chữ đó, vì họ đã và đang tìm cách trốn chạy sự kêu gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta ban cho họ. Bởi vì khi họ đối diện với những phép lạ vĩ đại này thì họ cần phải so đo về cuộc sống của họ và lối sống của họ, phải chỉnh đốn lại, vì họ không thể giỡn mặt, giỡn đem linh hồn họ ra mà giỡn với những phép lạ vĩ đại này, cũng như những phép lạ mà tôi đã trình bày. Vì thế họ đã và đang trốn tránh, trốn chạy. Tuy nhiên không có một kẻ nào trốn chạy được cả đâu, vì mỗi chúng ta sẽ trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và khi mà chúng ta trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng thì Ngài sẽ phơi bày ra tất cả mỗi việc làm của chúng ta, tinh vi còn hơn computer, internet nữa. Tức là những ai đáp lại lời mời gọi của Ngài một cách thành khẩn, chân tình và hết lòng thì Ngài sẽ ban cho những phần thưởng vô cùng quý giá và trọng đại, và vô cùng phải nói là hữu ích và đầy ý nghĩa, vinh quang tồn tại cùng càn khôn mãi mãi. Còn những ai đã coi thường lời mời gọi của Ngài mà tôi đã thông báo trên 3 năm nay, tức là Ngài mời gọi chúng ta, nhân loại chúng ta, mỗi chúng ta, những ai biết được những tin mừng đặc biệt này là phải nhập cuộc và thông báo lại cho tất cả nhân loại trên khắp quả địa cầu được biết, ngõ hầu nhân loại sống và thực thi theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giê-xu, để chi? Để chúng ta cùng nhau được cứu rỗi và được nhận lãnh những phần thưởng vĩ đại, tồn tại, vinh quang, đời đời kiếp kiếp. Thì thưa đồng bào, phần thưởng sẽ đến với những ai biết vâng lời Ngài, tức là đáp lại lời mời gọi của Ngài. Còn những ai chối bỏ hoặc chạy trốn thì kể như không có gì hết, tại vì Ngài mang đến, Ngài ban cho, mà những kẻ đó không nhận lãnh thì họ sẽ không có gì hết. Họ sẽ mất những phần thưởng vĩ đại, có tính cách vinh quang tồn tại cùng càn khôn mãi mãi.
họ sẽ đau buồn thì ráng chịu, và thậm chí họ có thể sẽ sống một cuộc sống ở một cái thế giới mà phải nói là tiến thối lưỡng nan, tức là phải mong chờ chờ đợi hoài, tại vì họ đã chưa sẵn sàng. Vì cha trời đã và đang thử lòng mỗi chúng ta mà chúng ta lại không đáp lại lời mời gọi của Ngài thì chúng ta chưa sẵn sàng. Mà khi chúng ta chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ sống cùng với những giới mà có từng có giới có khoa để mà chờ đợi, chứ không phải là đụng một cái rồi nhào vô rồi muốn làm gì làm không được, phải có kỷ luật, có từng có giới có khoa, first time first serve, tức là người ta đã có những người, người ta thành khẩn, người ta làm việc đàng hoàng, và đụng cái có những người cái bằng không có vâng lời cha trời thượng đế toàn năng một cách đàng hoàng, rồi lại muốn lấn áp những cái người mà hiền hòa trước mặt cha trời thượng đế toàn năng, điều đó là không được đâu. Cha trời thượng đế toàn năng không cho phép như thế, cũng như chúng ta là cha là mẹ, chúng ta cũng sẽ cư xử với những đứa con chúng ta cũng như thế, huống chi mà cha trời thượng đế toàn năng là đứng có tất cả mọi quyền năng và Ngài thấu hiểu tâm can của chúng ta. Ngài sẽ chỉnh đốn những đứa con ngỗ nghịch, tức là không biết vâng lời cha mẹ, nó thẳng là như vậy. Vâng, kính thưa đồng bào thương mến.